Đây các bạn, đây mình có một cái nha. Đây, cái hồ nước này xuống gần cạn rồi các bạn. Bên kia có người hái điều các bạn. Chú có nữa nha các bạn, dạng nín luôn các bạn nè. Đây này chắc cũng gọi 7-8 lạng các bạn. Mình bắt nó ra nha. Rồi, để mình bắt nó ra nha các bạn. Bên kia có người mình không dám nói lớn nha các bạn. Mình bắt nó ra nha. Bụng luôn các bạn. Bắt được nha các bạn. À, còn cũng được được 7-8 lạng á, 8 lạng các bạn. Thôi mình dừng lại, mình bỏ nó vô túi nha. Đây. Con đầu tiên nha các bạn. Để mình vô chuột mình đặt lại. Đây nha các bạn. Dưới đây có một cái nha. Cho các bạn coi. Điểm im quá trời im luôn. Mà cái này chưa từ bữa giờ chưa từ con nào hết nha các bạn. Đó, nó im gì đâu. Dưới gốc sừng cổ thụ luôn các bạn. Sừng to lắm. Bữa giờ chưa có được con nào ở đây hết. Cái này biết sao đây. Giờ bữa nay có nè. Tốn nhiều gốm cho tụi tắm này. Chưa à. Nhẹ tưng rồi các bạn. Bắt cho bạn.
Rồi giờ mình tắt nó ra cho các bạn thôi nha. Chụp giật cái này chẳng nói ao nói vô luôn rồi nói chuột ra gớm nói vô luôn rồi nói chuột ra. Con này chắc trên ký nữa các bạn. Các bạn thấy không? Rồi, rồi mình dừng lại nha. Cái này cái thứ ba nha các bạn. Rồi, để mình dừng lại, mình vô chuột thật lại nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Mình về tới nhà nha. Mình đi làm, mình ghé, mình thăm luôn các bạn. Còn mình thăm 15 cái mà mình không dám thăm nhiều. Vì cũng khuya rồi, giờ này tới 8 giờ rưỡi rồi nha các bạn. Bây giờ tới chỗ của mình rồi đây. Cái cặp điện thoại của mình đây. Nên mình đi được một con dạ mệt đó. Một con hổ ngựa với một con hổ dện nha các bạn. Đây. Cũng thăm nhiều. Mình thăm nhiều lắm nhưng mà thôi, đi khuya rồi nguy hiểm đó. Chỗ mình có rồi cặp đông cặp ni nhiều, mình kêu bằng con bé gầm á, con trắng đen á, nhiều lắm các bạn ơi. Đây này, các bạn coi. Đây kỳ lại. Đây. Một con hổ dện. Với một con hổ ngựa nha các bạn. Con hổ dện này chắc được tí á. Đã lâu lắm rồi mới dính lại con hổ dện đó các bạn. Tối rồi thôi, chào các bạn nha. Chúc các bạn coi clip vui vẻ nha. Coi clip nếu mà thấy mà hay và thích các bạn nhớ đăng ký và comment chia sẻ cho mình nha các bạn. Chào các bạn. Có dành với mình nè bạn. Ui dù giờ nó hung dữ. Lâu lắm rồi mình bắt được con hổ dện nha các bạn. Ôi trời. Cho con này đựng ký các bạn. Mai mình hầm củ cải trắng với nó luôn.